Lưu Bá Ôn, Huỳnh Thiếu Kỳ từ quá khứ bần hàn vươn mình thành sao hạng A của Cbiz. Huỳnh Thiếu Kỳ được nhớ đến nhiều qua những bộ phim như Phi Long Tại Thiên, Phong Vân Tranh Bá, Thần Cơ Diệu Toán Lưu Bá Ôn và mới đây là vai Ngạn Quân trong phim Con Dâu Nhà Họ Kim. Là một diễn viên điển trai, đa tài và chịu thương chịu khó, anh được rất nhiều đồng nghiệp và khán giả quý mến. Từ xuất phát điểm bần hàn, anh vươn mình trở thành sao hạng A của showbiz Hoa ngữ. Hành trình phấn đấu của anh thực sự là một bài học cho nhiều bạn trẻ. Đứa trẻ thiếu vắng tình cha. Huỳnh Thiếu Kỳ hay còn được gọi là Eric Huang, sinh ngày 6 tháng 7 năm 1971, là diễn viên nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ Đài Loan từ cuối thập niên 90. Anh cho biết cha mẹ mình không đăng ký kết hôn. Năm Thiếu Kỳ 2 tuổi thì cha mẹ chia tay, từ đó anh không còn gặp lại cha nữa. Để nuôi ba đứa con đang tuổi ăn tuổi học, mẹ anh phải làm ba công việc, buổi sáng làm ở xưởng dệt, buổi tối làm lao công ở khách sạn. Thời gian ít ỏi còn lại, bà nhận sản phẩm về nhà thêu. Hình ảnh mẹ vất vả làm lụng in sâu mãi trong tâm trí Thiếu Kỳ, khiến anh nuôi quyết tâm phải kiếm thật nhiều tiền để sau này phụng dưỡng mẹ. Năm 6 tuổi, khi học tiểu học, Thiếu Kỳ bị té gãy chân. Mẹ không ngại khó khăn đến gặp ba của anh bàn bạc phí điều trị, nhưng lại bị ông trách móc, mắng nhiếc, nói bà không chăm sóc tốt cho con để bắt ông phải chịu trách nhiệm. Sau đó, cậu của Thiếu Kỳ đến cõng anh đi bệnh viện. Nhìn cậu từ phía sau, Thiếu Kỳ bị tổn thương về mặt tinh thần. Anh nhìn tấm lưng đang cõng mình, nghĩ rằng đó vốn dĩ phải là ba của mình. Kể từ đó, tình cảm Thiếu Kỳ đối với ba đã chết. Anh nhớ lại, có lần mẹ quyết định đưa ba chị em đến gia đình bên nội nuôi dưỡng, nhưng chưa đến nửa ngày đã đổi ý đến mang ba đứa trẻ về, bởi vì mẹ anh sợ bên nội đối xử lạnh nhạt với ba chị em. Mẹ Thiếu Kỳ từng kể rằng, lúc nhỏ anh có khuynh hướng tự kỷ và nhút nhát, phải đến chuyên gia và được các chị dỗ dành mới ngủ được. Huỳnh Thiếu Kỳ nhớ lại, anh lớn lên từ những bữa cơm đạm bạc, không có thịt cá nhiều, nhưng mẹ anh chưa bao giờ để ba chị em phải nhịn đói đến trường. Trong một lần thầy giáo ra đề làm văn tả về cha, anh không ngần ngại đứng lên nói với thầy: "Em không biết viết về đề tài này, em không có cha, em chỉ biết viết về mẹ thôi." Huỳnh Thiếu Kỳ vốn không giỏi văn, nhưng bài văn tả mẹ của anh đã đạt điểm cao nhất lớp. Chàng người mẫu tự do yêu diễn xuất. Trước khi làm diễn viên, Huỳnh Thiếu Kỳ từng là người mẫu trẻ, cơ duyên đến với thế giới showbiz của anh cũng rất tình cờ. Trong một lần đến trung tâm thương mại Sogo, anh được công ty quảng cáo phát hiện. Với bề ngoài tuấn tú cùng lời ăn tiếng nói khéo léo, anh chính là mẫu người mà các nhà quảng cáo truyền hình tìm đến. Nhờ công việc đóng quảng cáo, Thiếu Kỳ trở thành một tiểu phú ông trong mắt bạn học. Trong 3 năm, anh tham gia chụp hình cho khoảng 70 đơn vị quảng cáo, tham gia biểu diễn các chương trình thời trang lớn cùng siêu mẫu nổi tiếng Lâm Chí Linh. Năm 1998, anh được một công ty môi giới phát hiện. Người đại diện công ty cho biết, lúc đầu ấn tượng với vẻ điển trai mạnh mẽ của Huỳnh Thiếu Kỳ nên tiếp cận xin chữ ký của anh. Sau đó chứng kiến thái độ làm việc chuyên nghiệp, đối nhân xử thế khiêm nhường lịch sự khiến cho công ty cảm giác rằng mình đã tìm được một viên ngọc quý giá. Khởi đầu thành công, vai diễn phản diện Hoàng Phi Hổ trong bộ phim dài 200 tập Phi Long Tại Thiên đã giúp anh trở nên nổi tiếng, giành vị trí đứng đầu ở các cuộc bình chọn online và trở thành tiểu sinh thế hệ mới sáng giá nhất Đài Loan. Năm 2005, vai diễn Triệu Thiên Vũ trong Đệ Nhất Trà Trang đã mang đến cho anh sự thành công vang dội. Tiếp đó, năm 2006, anh tham gia bộ phim Thần Cơ Diệu Toán Lưu Bá Ôn gồm 9 phần hơn 400 tập. Từ đó, hình tượng quốc sư của Huỳnh Thiếu Kỳ in sâu vào lòng người xem. Đây cũng là một trong những bộ phim cổ trang Đài Loan có rating cao nhất. Vai diễn Để Đời Quốc Sư Lưu Bá Ôn. Thần Cơ Diệu Toán là bộ phim kể về Lưu Bá Ôn, nhân vật có thật trong lịch sử. Ông là người cuối đời Nguyên, đầu đời Minh ở huyện Thanh Điền, tỉnh Chiết Giang. Trong phim, Thiếu Kỳ vào vai Lưu Bá Ôn thông minh cơ trí hơn người, lại tinh thông kinh sử, am hiểu kỳ môn độn giáp và võ công cũng không hề kém. Lưu Bá Ôn góp công không nhỏ trong công cuộc bình phục Trung Nguyên, thống nhất thiên hạ của Minh Thái Tổ. Với triều Minh, ông được xem là khai quốc công thần, là cánh tay đắc lực của hoàng đế Chu Nguyên Chương do Hoắc Chính Kỳ thủ vai. Nhưng cũng chính vì sự hơn người ấy, Lưu Bá Ôn đã gặp không ít khó khăn do sự tị hiềm của kẻ xấu. Bộ phim chia thành 9 phần, mỗi phần đều có tên riêng. Thần Cơ Diệu Toán Lưu Bá Ôn chỉ là tên gọi chung cho 9 phần đó. Cốt truyện hấp dẫn, kịch tính cùng với diễn xuất nhập tâm của dàn diễn viên, Thần Cơ Diệu Toán Lưu Bá Ôn đã trở thành bộ phim cổ trang ăn khách, được khán giả Đài Loan quan tâm theo dõi.
Tại thời điểm đó và mãi đến tận sau này, hình tượng Lưu Bá Ôn do Huỳnh Thiếu Kỳ thể hiện vẫn mãi là một trong những nhân vật ấn tượng, mở đầu cho sự thành công liên tiếp sau này của chàng tài tử điển trai Thiếu Kỳ. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video. Hành trình tấn công màn ảnh nhỏ. Năm 2007 là một năm đầy thu hoạch của Huỳnh Thiếu Kỳ khi Thần Cơ Dự Toán Lưu Bá Ôn được bình chọn là tiết mục truyền hình xuất sắc nhất cùng với Hoàng Quân Minh Châu được hoan nghênh nhiệt liệt. Điều này đẩy sự nghiệp của anh đến đỉnh cao, trở thành nghệ sĩ có thu nhập cao nhất Đài Loan. Ngoài ra, anh trở thành gương mặt lựa chọn hàng đầu của nhà chế tác nổi tiếng Đài Loan Dương Bội Bội. Dương Bội Bội là người quay lại các bộ phim kinh điển Hoàng Quân Minh Châu, Xuân Đi Xuân Lại Về, Tự Bản Đa Tình. Thời gian đó, hợp đồng đóng phim đến tay không ngừng, Huỳnh Thiếu Kỳ thường xuyên đi lại giữa hai nơi là Đại Lục và Đài Loan để quay phim. Năm 2009, anh tham gia 4 bộ phim là Đêm Cuối Cùng của Kim Đại Bang, Gia Khánh Quân Du Đài Loan, Tự Bản Đa Tình và Đỉnh Cao Thời Gian. Sự nghiệp càng lên như diều gặp gió, anh được mọi người ca tụng là Đài Thị Nhất Ca, điều này hoàn toàn xứng đáng. Bộ phim Đêm Cuối Cùng của Kim Đại Bang đã trở thành bộ phim được quan tâm nhất ở Đại Lục. Biểu hiện xuất sắc của Huỳnh Thiếu Kỳ trong phim nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Đồng thời, bộ phim cũng được nhiều nước quan tâm và mua bản quyền, gồm có Nhật Bản, Malaysia, Hồng Kông, Đài Loan. Nhờ tài năng và cách ứng xử khéo léo, Thiếu Kỳ được nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất phim Phạm Băng Băng khen ngợi hết lời. Anh và Phạm Băng Băng rất hợp ý nhau, họ còn kết nghĩa huynh muội. Đồng thời, anh cũng đã ký hợp đồng với công ty của Phạm Băng Băng ở Đại Lục trong thời điểm này. Tháng 5 năm 2010, Huỳnh Thiếu Kỳ đóng vai chính trong bộ phim của đạo diễn Lương Tu Thân là Luyến Luyến A Lý Sơn. Trong phim, anh đóng vai một đạo diễn. Tháng 9 năm 2010 đến tháng 11 năm 2011, Huỳnh Thiếu Kỳ quay về đài truyền hình San Linh tham gia bộ phim Gia Đình Sóng Gió, một bộ phim có thành tích rating rất cao là 7.35. Trong phim, anh vào vai một nhà thiết kế tên là Tiêu Thiên Thành. Bộ phim gồm 275 tập. Tính cách nhân vật này chia làm 3 giai đoạn. Ngay thẳng, thật thà lúc còn trẻ, trung niên phản diện. Về sau thì trở về lương thiện, có phần hài hước, chững chạc của một người cha. Mỗi giai đoạn, anh đều biểu hiện xuất sắc các trạng thái tâm lý. Vì làm việc siêng năng, chuyên nghiệp, độ nổi tiếng của anh tại Đông Nam Á ngày càng tăng. Mỗi năm, anh đều tham gia những dự án điện ảnh lớn nhỏ khác nhau. Gần đây nhất là vai Ngạn Quân trong Con Dâu Nhà Họ Kim. Ngoài việc tập trung phát triển sự nghiệp, Huỳnh Thiếu Kỳ còn tham gia các hoạt động từ thiện, gây quỹ phúc lợi xã hội và quyên góp hỗ trợ lũ lụt. Chàng tài tử điển trai hào phóng. Nhìn bề ngoài, Huỳnh Thiếu Kỳ có vẻ nghiêm nghị, khó gần. Nhưng khi tiếp xúc với anh, ai cũng công nhận anh là người đàn ông nhã nhặn, lịch thiệp, ăn nói có duyên. Hơn nữa, những ai từng làm việc chung với Huỳnh Thiếu Kỳ đều khen ngợi tính hào phóng, rộng rãi của anh. Vào dịp Tết, các diễn viên thường phát lì xì cho các nhân viên hậu trường gọi là lấy hên, số tiền chỉ khoảng vài trăm đài tệ mang tính tượng trưng. Riêng phong bao của Huỳnh Thiếu Kỳ luôn căng phòng, ít nhất cũng 3.000 đài tệ. Không chỉ thế, khi phát lì xì, anh còn nói rất cảm ơn mọi người đã làm việc vất vả. Mỗi lần ra nước ngoài du lịch, Huỳnh Thiếu Kỳ đều không quên mua quà tặng cho người thân, bạn đồng nghiệp. Vì thế chẳng có gì lạ khi anh được mọi người tặng cho biệt danh chàng trai hào phóng. Thiếu Kỳ như hội tụ đủ mọi yếu tố của một chàng trai hoàn hảo, thể thao giỏi, kinh doanh giỏi, nghệ thuật giỏi, đầu óc thông minh nhạy bén, lại có tài ăn nói, giọng hát tuyệt vời, phong độ, chững chạc, lôi cuốn, hiểu ý phụ nữ, lãng mạn cá tánh. Anh làm mọi cô gái phải chết mê chết mệt, cứ như là một bạch mã hoàng tử bước ra từ ngôn tình. Đặc biệt là Thiếu Kỳ ca diễn rất đạt những cảnh tình cảm, làm cho những cô gái diễn chung với anh suýt chút nữa đã rung rinh. Nhưng đó cũng là lý do để anh mắc phải những scandal tình ái không đáng có sau này. Những ngày cuối tháng 7 năm 2012, fan hâm mộ điện ảnh Hoa Ngữ sửng sốt khi hay tin cặp trai tài gái sắc Hồ Hạnh Nhi và Huỳnh Tông Trạch đột ngột chia tay. Nhiều người cho rằng Huỳnh Thiếu Kỳ chính là nguyên nhân của sự đổ vỡ này. Tại buổi họp báo, tài tử Huỳnh Tông Trạch cũng bóng gió ám chỉ Huỳnh Thiếu Kỳ chính là kẻ thứ ba đã phá hoại hạnh phúc của anh. Chính tâm trạng và cách trả lời đầy ẩn ý của tài tử này đã khiến đông đảo fan hâm mộ anh quay mũi giáo chỉ trích Thiếu Kỳ nặng nề. Trên một vài diễn đàn, những kẻ quá khích thậm chí còn dè biểu chàng diễn viên cướp bạn gái đồng nghiệp sẽ không có được kết cục tốt. Điều đáng nói là sau phát biểu gây sốc của chồng cũ, Hồ Hạnh Nhi lại khẳng định rằng cô và Thiếu Kỳ hoàn toàn chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường.
Sau sự việc đó, Huỳnh Thiếu Kỳ vẫn chưa bao giờ lên tiếng về vấn đề này. Anh quyết định chọn im lặng để sự việc lắng xuống. Xét cho cùng, sự đổ vỡ của Hồ Hạnh Nhi và Huỳnh Tông Trạch có thực sự liên quan đến Huỳnh Thiếu Kỳ hay không thì chỉ có người trong cuộc mới nắm rõ. Không ai có quyền làm ảnh hưởng đến danh dự và cuộc sống riêng của anh khi chưa đưa ra chứng cứ xác thực. Những điều mà người hâm mộ nên làm là tôn trọng đời tư của nghệ sĩ và tiếp tục ủng hộ anh trên màn ảnh nhỏ mà thôi. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé.